Thưa quý vị và các bạn, tín dụng chính sách xã hội có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, nhất là hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Thời gian qua, các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được triển khai hiệu quả, đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác cải thiện, từng bước nâng cao điều kiện sống, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Gia đình bà Trần Thị Đơn, một hộ đồng bào dân tộc Tà Ôi ở xã A Ngo, huyện A Lưới. Những năm trước đây, bà Đơn được biết đến là một trong những hộ nghèo. Mặc dù vợ chồng làm lụng vất vả qua năm, nhưng vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Việc tìm được nguồn vốn trong thời điểm này để đầu tư cho sản xuất chăn nuôi là vấn đề không phải dễ. Năm 2016, nhờ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, bà Đơn đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng, mua trâu giống, mua bò để sản xuất chăn nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, hiện nay bình quân mỗi năm, mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi này cho thu nhập khoảng 130 triệu đồng, trừ mọi khoản chi phí cho lại gần 80 triệu đồng. Vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực sự đã cứu cánh cho gia đình bà Đơn vươn lên thoát nghèo, trở thành hình mẫu lan tỏa mạnh mẽ cho các hộ gia đình trong các thôn bản, xã A Ngo học tập để vươn lên. Nhờ nguồn vốn đó mà gia đình tôi có thêm thu nhập, sửa chữa nhà cửa, rồi tạo các con ăn điều kiện cho các con ăn học, trưởng thành thành người có ích sau này. Là hộ nghèo với hoàn cảnh gà trống nuôi con, một mình lo toan cuộc sống gia đình cho ba người, làm lúc gần như kiệt sức, bất lực. Nhưng với đồng vốn ưu đãi 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Diệp đã quyết định mua xe máy để đi chở khách mưu sinh qua ngày và nuôi hai con ăn học. Hiện tại một em đang là sinh viên đại học và một em đang học tại trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi này, ông Diệp còn được tạo điều kiện vay mua hai máy vi tính và các khoản chi phí để giúp cả con tiếp tục theo đuổi con đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ hoài bão về một tương lai tốt đẹp. Để khi con vô đại học thì cũng nhờ Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ và cho vay vốn để tôi đóng học phí cho con, để hai đứa con được tiếp tục đi học. Mà nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì hai đứa con tôi thất học và gia đình tôi cũng không thể nào mà thoát nghèo được. Trên đây là những hộ vay điển hình tiêu biểu trong tổng số hàng trăm nghìn trường hợp thuộc diện các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được thừa hưởng nguồn vốn chính sách ưu đãi để vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho gia đình một cách chính đáng. Trong 20 năm qua, còn có trên 45.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được vay vốn để trang trải các chi phí học tập. Nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục cũng được vay vốn ưu đãi để đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục mầm non. Tín dụng chính sách đã góp phần khai thác tiềm năng đất đai, lao động, phát triển các ngành nghề truyền thống, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới công trình nước sạch đạt chuẩn quốc gia, thực hiện xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực về dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, tạo việc làm ổn định cho lao động, nâng cao thu nhập và đời sống cho người nghèo, xuất khẩu lao động, cho vay hộ nghèo xóa nhà ở chuột nát, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Với cái nguồn vốn chính sách tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho huyện thực hiện tốt công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, thì đến nay trên địa bàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để thực hiện tốt hơn và có hiệu quả đối với nguồn vốn chính sách, thì hàng năm huyện cũng đã quan tâm chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các ngân hàng chính sách để hỗ trợ cho người dân có thể tiếp cận các nguồn vốn, và đến nay thì huyện đã chuyển được 4 tỷ cho ngân hàng chính sách thực hiện các cái nhiệm vụ, và qua đó thì đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới của giai đoạn 2021-2025. Đến nay đã có trên 274.000 lượt hộ nghèo, 76.000 lượt hộ cận nghèo, 80.000 lượt hộ mới thoát nghèo và trên 287.000 lượt các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống với tổng doanh số cho vay là 13.499,1 tỷ đồng, bình quân đạt 675 tỷ đồng một năm. Cùng với hệ thống chính trị, có thể khẳng định rằng 20 năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã đóng góp tích cực trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2021-2025, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 21,7% năm 2005 giảm xuống còn 4,93% vào cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Với sự quyết tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cùng với sự chủ động của ngân hàng chính sách, của các hệ thống ban đại diện,
thì tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện rất tốt các nội dung trong Nghị định 78 về thực hiện vốn vay ưu đãi cho các hộ chính sách và hộ nghèo, đem đến những cái lợi ích rất thiết thực cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, với nguồn lực này thì chúng ta đã thực hiện rất tốt cái việc tạo công ăn việc làm, xây dựng các mô hình sản xuất, góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo tại địa phương. Tín dụng chính sách triển khai qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trong thời gian qua được đánh giá là một điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo, một giải pháp sáng tạo, thể hiện tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội. Phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với hệ thống chính trị của cả tỉnh sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cùng với cả tỉnh sớm xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.